Bí quyết ăn buffet lẩu ở Hot Bus Story rất là hời mà nhất định mọi người phải lưu lại. Nếu nói về những cái món lẩu thì thương hiệu này đứng top đầu ở Việt Nam về cả hương vị và chất lượng. Tại sao mình lại dám khẳng định như vậy? Tại vì ngày xưa mình làm nhân viên ở đây. Có thể là mọi người chưa biết, công việc đầu tiên của mình khi đặt chân lên Sài Gòn là nhân viên Hot Bus Story. Mình làm cũng được 1.5 năm, rất là lâu luôn. Đây cũng là công việc và cái nơi nuôi sống mình trong thời gian đi học và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Quy trình ở đây làm rất là chặt chẽ từng khâu luôn. Mình chỉ tiếc là thương hiệu này truyền thông hơi yếu cho nên là không có ai biết đến nhiều. Địa chỉ mình đi ngày hôm nay là số 409A, đường Lê Văn Sĩ, quận 3, bán từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Tại sao mình lại chọn chi nhánh này? Thứ nhất là có 3 mức giá vé thấp nhất 259, khi mà điện đặt bàn trước thì sẽ được giảm 10%. Cái giá này dành cho nhóm nào đi 2-3 người nha. Còn nếu như bạn đi 4 người thì chọn ngay dùm cho mình giá vé 329, tại vì đi 4 mà tính có 3 thôi, tính ra chưa tới 250, là rẻ hơn giá thấp nhất nữa. Còn ai có điều kiện muốn thưởng thức nhiều hơn thì có thể chọn giá vé cao nhất là 379. Cũng có nhiều ưu đãi như là có khay hải sản đặc biệt, có sườn không xương, nhưng mà nếu đi 4 người thì chọn giá vé ở giữa là hời nhất nha. Giá vé này thì chưa bao gồm 8% VAT và tiền nước. Nước lẩu thì có 5 loại cho bạn chọn, nhưng mình đề xuất 3 cái mình thường ăn. Đầu tiên là tôm dùm, đây là cái hương vị đặc trưng của Thái, vị chua cay và béo ngậy của nước cốt dừa. Thứ hai là lẩu tứ xuyên, ngày xưa mình ăn rất là cay luôn, nhưng bây giờ đã giảm lại rồi. Cái vị sẽ là cay the the ngay đầu lưỡi, mùi thơm rất là đặc trưng. Ai mà mới ăn thì có thể không quen, nhưng mà ăn lâu rồi sẽ bị ghiền. Và cuối cùng là lẩu dưỡng sinh, dành cho những bạn thích ăn heo thì thanh đạm tốt cho sức khỏe. Là nước chấm thì nó mô hình nhiều gia vị để mọi người có thể biến tấu theo công thức của mình, hoặc là những bạn nào lần đầu đến hay là chưa biết làm thì cũng có sẵn công thức để nhìn theo. Pha heo cái ở giữa là ngon nhất, nhưng mình đề xuất lấy cái chén ăn chè, cái chén bự làm nước chấm ăn nó mới đã. Còn cái chén này quá nhỏ, không thể nào ăn đủ được. Lai khai vị thì cũng có nhiều món như là bò xào rau củ, xúc xích chiên, chả giò, cánh gà chiên nước mắm, bánh phồng tôm, đậu hũ ki, vân vân. Các loại rau ở salad thì cũng rất là nhiều, rất là phù hợp để bỏ vào lẩu dưỡng sinh nha. Có cả quầy kem, quầy tráng miệng. Nếu mà tính tổng hết luôn này kia thì gần 300.000, nhưng mình thấy giá cực kỳ xứng đáng với chất lượng. Đặc biệt tiêu chí hàng đầu là sạch sẽ nha. Những món thịt bò với giá vé ở giữa thì có bò ướp đặc biệt, nạc vai bò, ba chỉ, bò lá quế nhỏ ống tre, vân vân. Hải sản thì có mực, cá điêu hồng, bao tử cá, có gà và cá viên. Còn muốn ăn tôm hay là những loại pate thì giá vé cao nhất mới có. Nhưng mình nghĩ với giá vé ở giữa, ăn thịt bò với mực thôi cũng đã đủ phê rồi. Về nước thì nếu uống nhiều thì gọi buffet, 39.000 đủ uống thoải mái Coca hoặc Sprite, nhưng với mình ăn là chính, trên kêu cái ly nhỏ 29.000 thôi. Và nếu như bạn thích ăn lẩu thì Hot Bus Story là một lựa chọn dành cho bạn nha.